Ngọc Ánh xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị dự án 7 căn nhà mới nhất tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái cụm dự án này thì nó gần với gì ạ? Gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Trung cấp Y Dược, gần với trục đường quốc lộ 21B và gần với bến xe Yên Nghĩa, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Thanh Oai hoặc quý vị đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân. Và với cụm dự án này thì đã bán 2 căn, còn 5 căn, thiết kế rất chi là hợp lý, diện tích từ 30 cho tới 34 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà ra sao. Với cái căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay ngõ trước nhà 2 m, cách với lại đường ô tô đi lại có khoảng tầm 2 nhà là ra tới đường ô tô, và cách với lại trục chính của phường Phú Lương thì nó phạm vi bán kính khoảng tầm gần 200 m mọi người nha. Xung quanh gần với chợ, trường, phường trạm, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đầy đủ tiện ích. Và mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với phần cửa chính thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mặt tiền của ngôi nhà được tầm 4 m rưỡi, thiết kế tương đối là hợp lý. Tầng 1 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hồ sơ điện nước hoàn thiện xong hết. Theo như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về ở được ngay. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Trong video này thì hiện tại điện, cái đầu điện vào là chưa lắp, cho nên là thực tế luôn là có sao thì Ngọc Ánh sẽ quay review cho quý vị như vậy. Đây là toàn bộ không gian phòng khách và đây là không gian phòng bếp. Với phần tủ bếp thiết kế toàn bộ cho quý vị xong xuôi hết rồi. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ, xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Quan trọng là vị trí đi lại và giá bán của ngôi nhà này rất là hợp lý, chỉ hơn 2 tỷ cho một ngôi nhà cả nhà và đất tại phường Phú Lương, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, không gần đình chùa miếu mạo, không lỗi phong thủy, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Ngoài ra, tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi, thưa quý vị. Và tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính, chủ nhà thiết kế cho quý vị là một vách CNC gỗ, rồi là mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá đen cổ trắng. Như vậy, Ngọc Ánh đã review cho quý vị một ngôi nhà 4 tầng tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với đường, hướng, giá, vị trí rất là đầy đủ. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế công năng có hoàn toàn phù hợp dành cho một hộ gia đình sử dụng hay không. Và với ngôi nhà 4 tầng, Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh thiết kế theo kiểu master. Đây là phần phía tầng 2 của ngôi nhà, hướng ra phần mặt ngõ, rất là thoáng, có ban công thực tế này, cửa sổ thông thoáng. Trong phòng ngủ thì vuông vắn, thiết kế sàn gỗ, rồi là hệ thống trần thạch cao, đèn led, đầy đủ công năng. Một phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên trong. Tất cả các cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thiết kế đều là cửa nhôm hệ. Và đây, phòng vệ sinh tương đối là rộng, thoáng. Căn nhà này thì chỉ có một chút phần điện nữa là xong hết, thưa quý vị. Và quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay trong ngày. Sổ sách chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và với căn nhà này, quý vị có thể trả trước khoảng tầm 800 đến 900 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất 30 năm, tối thiểu là 3 năm, với những lãi suất cực kỳ là ưu đãi tại thời điểm hiện tại, đến từ những ngân hàng cực kỳ là uy tín, ví dụ như MB, BIDV, ngân hàng bưu điện. Và mời bạn theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên nó khác với tầng 2 một chút, đó là nhà vệ sinh đặt ở phía bên ngoài, còn phòng ngủ thì vẫn thế. Diện tích vuông vắn, đây, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đó. Trên phía tầng 3 này thì cái sàn gỗ khác hoàn toàn so với lại tầng 2 mọi người nhé. Hai màu sàn gỗ khác nhau, phân biệt các tầng. Cũng như là phòng vệ sinh ở tầng 3 thì thiết kế để ở phía bên ngoài. Phòng ốc rất là vuông vắn, vuông trước vuông sau, căn nhà cũng vậy, không thấp hậu, quý vị hoàn toàn yên tâm. Đây là phần tầng 3, phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 thì ở phía bên ngoài. Nói chung là tất cả các tầng đều công năng sử dụng hợp lý dành cho mỗi một tầng. Và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và phần tầng 4 của ngôi nhà thì trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tay vịn cầu thang như em đã chia sẻ từ phía dưới tầng 1,
Tay vịn từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Đồng thời trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể sử dụng làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên phòng nào cũng rộng, thoáng, cửa sổ thoáng. Và phần còn lại ở trên tầng 4 là sân phơi. Đây, sân phơi tương đối rộng. Có khu vực để máy giặt, phơi phóng hợp lý. Cái nhà này 4 tầng là đổ tròn 4 tầng thưa quý vị đây nhá, nó không giống như một số nhà là 3 tầng rưỡi một phần sân phơi thì là thiết kế chuồng cọp. Như căn nhà này thì thiết kế tương đối là hài hòa. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể về cái ngôi nhà 4 tầng tại Phú Lương này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để được biết thêm thông tin chi tiết cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho mình một ngôi nhà mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.